lễ an táng chính thức cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã được Đức Thánh Cha chủ tọa và tiến hành trọng thể tại Đền Thánh Phaero lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ Sáu 20 tháng 9. Lễ này được đài truyền hình Hòa Bình La Pace trực tiếp truyền đi tại Italia và qua hệ thống vệ tinh tới các nước khác. Trước đó vào lúc 4 giờ rưỡi, linh cữu Đức Cố Hồng Y đã được một số linh mục và thân nhân của Ngài rước từ nhà nguyện trường Thánh Phaero tới Đền Thánh Phaero và đặt trên tấm thảm trước bàn thờ chính. 4.000 người có mặt tại đền thờ để dự lễ an táng, trong đó có lối 4 Hồng Y và giám mục. Ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, thượng nghị sĩ trọn đời của Italia, ông Giulio Andreotti, cộng đồng liên tu sĩ Việt Nam tại Italia và đại diện các cộng đồng dân chúa Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới. Đây là lời nhắn nhủ của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, viết trong thời gian tù đầy tại Giang Xá năm 1980. Các con thân mến, cha lại đi thêm một quãng đường trông gai, mịt mù và vô định. Trên đường cha gặp lắm lữ khách, cha đã xem tất cả là bạn, xem mọi biến cố là kinh nghiệm quý báu, vì tất cả là hồng ân. Trong u tối thinh lặng và cô đơn, cha đã nhớ đến mọi người, đã hiến dâng mỗi người trong các con. Chúa đã cho cha những giây phút đẹp nhất. Chưa bao giờ có lời cầu nguyện thắm thiết hơn. Chưa bao giờ có thánh lễ sốt mến hơn. Chưa bao giờ có cơ hội thuận tiện hơn. Để hiệp nhất trong tình yêu Chúa, để thi thố tình yêu giữa hận thù, để gieo rắc hy vọng giữa tuyệt vọng. Vật chất có thể mất tất cả, nhưng Chúa vẫn còn. Chúa là tất cả, Chúa là tình yêu. Tình yêu Chúa liên lỉ thúc bách cha, hãy yêu như Chúa đã yêu. Cha không còn gì cả, nhưng mỗi ngày cha tặng tình yêu Chúa cho mọi người. Trong thánh tâm Chúa và mẹ Maria, cha vẫn gần gũi các con, âu yếm và thân tình. Các con chiếm một chỗ đặc biệt trong quả tim cha. Cha đã để lại vài kinh nghiệm khiêm tốn. Trong cuốn Đường Hy Vọng, hãy đọc những tâm tình của cha, dưới ánh sáng lời Chúa và công đồng. Hãy suy nghĩ và cầu nguyện, hành động để quả tim các con ngập tràn tin yêu, hy vọng. Xin các con bù đắp những thiếu sót vì điều kiện và khả năng giới hạn. Đây là lời trân trối của cha, theo gương Đức Phaolô VI. Chương trình của tôi là thực hiện công đồng Vatican II. Các con hãy nỗ lực đem niềm hy vọng lan tỏa trong môi trường các con đang sống. Như Đức John 23, cha dâng phần còn lại của cuộc đời cha, cầu nguyện, hy sinh, phục vụ. Xin Chúa, xin mẹ Maria và Thánh Giuse giúp các con vững bước trên đường hy vọng.
Lễ do nhiều chúng sinh và tu sinh người Việt đảm trách cùng với một số thầy nước ngoài. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Latin nhưng có xen kẽ nhiều ngôn ngữ khác, đặc biệt là tiếng Việt.
governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli, e il Signore regnerà per sempre su di loro. Quanti confidano in Lui comprenderanno la verità. Coloro che Gli sono fedeli vivranno presso di Lui nell'amore, perché grazia e misericordia sono riservate ai Suoi eletti. Verbum Domini. Bài tiết thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, miễn là Đức Kitô vẫn được rao giảng, đó là điều làm tôi vui mừng và tôi sẽ còn vui mừng mãi. Vì chưng tôi biết rằng nhờ lời cầu nguyện của anh em và nhờ ơn Thánh Thần của Đức Giêsu Kitô giúp sức, điều đó sẽ đưa tôi đến ơn cứu độ. Theo sự tôi đợi, chờ đợi và hy vọng, tôi sẽ không hổ thẹn chút nào. Trái lại, tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng như mọi khi. Và giờ đây, dù tôi sống hay tôi chết, Đức Kitô sẽ được vẻ vang trong thân xác tôi. Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô, còn chết là một mối lợi. Animam suam in hoc mundo, et ubisum ego, illic et minista meus erre. Sicvis mihi ministraverit, honorificabit eum Pater. Verbum Domini. Penso poi alla diletta chiesa di Vietnam che lo ha generato alla fede. Ne penso anche all'intero popolo vietnamita che è venerato cardinale. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đề cao Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận như một chứng nhân nổi bật của niềm hy vọng. Ngài cho biết là vẫn còn nhớ rõ những bài suy niệm của Đức Cố Hồng Y về đề tài này trong tuần tĩnh tâm đầu mùa chay năm Thánh 2000 và đã trích dẫn một số đoạn nổi bật trong các bài suy niệm đó của Đức Hồng Y. Ngài nói, họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. Trong ánh sáng hy vọng, lời an ủi của sách Khôn Ngoan kêu mời chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu tha thiết cho linh hồn Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, người đã đặt trọn đời mình dưới dấu chỉ của niềm hy vọng. Thật vậy, biến cố Đức Hồng Y qua đời là nỗi đau thương cho những ai từng biết và yêu mến người, cho gia đình của người, cách riêng cho bà cố thân mẫu của Đức Hồng Y, người mà cha bày tỏ lòng gần gũi quý mến. Cha cũng nghĩ đến giáo hội Việt Nam yêu dấu đã sinh ra Đức Hồng Y trong đức tin và đến toàn thể dân tộc Việt Nam, từng được Đức Hồng Y đáng kính ghi khắc sâu xa vào di chúc thiêng liêng với niềm yêu mến muôn thuở. Tòa Thánh thương tiếc Đức Cố Hồng Y, người đã dành những năm tháng cuối đời phục vụ trong cương vị là Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình. Với tất cả mọi người, trong giây phút này, dường như Đức Cố Hồng Y đang kêu mời chúng ta hãy bước vào đường hy vọng. Khi được mời hướng dẫn tĩnh tâm cho giáo triều Roma trong năm Thánh 2000,
Đức Cố Hồng Y đã chọn chủ đề chứng nhân hy vọng. Giờ đây, sau khi Chúa đã thanh luyện người như vàng trong lò lửa và đón nhận người như của lễ toàn thiêu, chúng ta có thể thực sự nói rằng người vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. Thật vậy, Đức Cố Hồng Y nay chan chứa Đức Kitô, đứng là sự phục sinh và là sự sống cho những ai hằng tin cậy nơi người. Hãy hy vọng nơi Chúa. Hãy đặt niềm tin cậy nơi Chúa là lời kêu gọi đầu tiên của Đức Cố Hồng Y Chủ tịch khi khởi sự tuần tĩnh tâm. Những lời khích lệ xuất phát từ suy tư sâu sắc được thêm phong phú bằng những hồi tưởng mà bản thân người đã trải qua trong 13 năm tù đầy đã để lại ấn tượng sâu đậm trong trí nhớ của cha. Người đã thuật lại, chính trong lao tù người nhận chân rằng nền tảng đời sống Kitô hữu là chọn Thiên Chúa độc nhất mà thôi. Từ đó biết phó thác hoàn toàn vào tay cha trên trời. Một khi đến với ánh sáng hy vọng rồi, chúng ta lại được kêu gọi công bố tin mừng hy vọng cho mọi người. Và như Đức Cố Hồng Y xác định, bằng tinh thần hy sinh triệt để mà thôi, chúng ta mới có thể hoàn tất ơn gọi này, dù đứng trước những thử thách cay nghiệt nhất. Đức Cố Hồng Y đã nói, hãy trân quý từng cơn đau như một trong cơn vô vàn đau đớn của Chúa Kitô chịu đóng đinh thập giá và kết hiệp đau thương ấy với ý nghĩa bước vào chính năng động tình yêu đau khổ của Chúa. Đó là tham dự vào nguồn ánh sáng của Chúa, sức mạnh của Chúa, bình an của Chúa và nhận ra Chúa đang hiện diện trong ta thật mới mẻ và sung mãn. Chúng ta tự hỏi, lòng nhẫn nại và can đảm xuất chúng nơi Đức Cố Hồng Y từ đâu mà có? Trước tiên, người luôn xác tín rằng ơn gọi linh mục của người gắn liền cách mầu nhiệm và thực sự với dòng máu các vị tử đạo đã đổ ra khi tin mừng bắt đầu được rao giảng tại Việt Nam vào những thế kỷ trước. Đức Cố Hồng Y ghi nhận, các vị tử đạo đã từng thưa, xin vâng, vô điều kiện và vô giới hạn cho tình yêu Chúa, mà cũng là lời không trước những xua nịnh, những thỏa hiệp, những bất công, hầu mong cứu được chính mình. Người còn thêm rằng, đây không liên quan đến chuyện chủ nghĩa anh hùng, nhưng là lòng trung thành lớn lên dần nhờ chăm chú nhìn lên Đức Giê-xu là gương mẫu cho các chứng nhân và các vị tử đạo. Đó là đặc tính di truyền của người biết đón nhận từng ngày sống với tình yêu nhân hậu. Chào vĩnh biệt vị tiền hô anh dũng của tin mừng Chúa Kitô. Chúng ta tạ ơn Chúa đã cho chúng ta một tấm gương sáng ngời về mối dây mật thiết liên kết niềm tin Kitô giáo và ơn tử vì đạo. Đức Cố Hồng Y đã từng khẳng định một cách đơn sơ mà sâu sắc rằng, trong vực thẳm thương đau, tôi không bao giờ ngưng yêu thương mọi người và không một ai bị loại trừ khỏi trái tim tôi. Bí quyết sống của người là một niềm cậy trông không hề lây truyền tới Thiên Chúa, hằng được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện và đón nhận mọi đau khổ vì tình yêu. Trong lao tù, mỗi ngày người đã dâng thánh lễ với 3 giọt rượu và 1 giọt nước trong lòng bàn tay. Đó là bàn thờ của người, là nhà thờ chánh tòa của người. Bình thánh Chúa Kitô là dược phẩm cho người. Người đã xúc động kể lại, đó là mỗi lần tôi được cơ hội giang đôi tay và cùng chịu đóng đinh trên thánh giá với Chúa, được cùng người uống chén đắng. Mỗi ngày khi đọc lời truyền phép, với hết lòng và hết linh hồn, tôi cam kết một giao ước mới giữa tôi với Chúa, nhờ máu Chúa đổ ra cho tôi. Với tôi sống là Đức Kitô, trung thành cho đến chết, Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã hiện thực chứng từ của Thánh Phaolô Tông Đồ mà chúng ta vừa nghe. Người đã luôn giữ thái độ thanh thản và cả tươi vui nữa giữa những ngày dài điều trị thật đau đớn trong bệnh viện. Trong những ngày cuối cùng, khi không còn nói được nữa, Ngài đã luôn dõi mắt nhìn tượng Chúa chịu nạn đặt trước mặt người. Người cầu nguyện trong thinh lặng như đang thực hiện cuộc tế hiến cuối cùng của chóp đỉnh một đời sống hằng được biến đổi nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trên thánh giá. Thật thích hợp với người lời Chúa Giê-xu từng nói trước khi đi vào biến cố vượt qua. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình.
Còn nếu chết đi, nó mới sinh nhiều hạt khác. Chỉ bằng sự hy sinh chính mình, người Kitô hữu mới góp phần vào công cuộc cứu rỗi nhân loại. Đó là điều vị Hồng Y anh em đáng kính của chúng ta đã thực hiện. Người đã xa lìa chúng ta, nhưng gương sáng người vẫn còn đây. Đức tin đoan chắc với chúng ta rằng, người không chết, nhưng đi vào ngày sáng vĩnh cửu, ngày không còn hoàng hôn. Thánh Maria cầu cho chúng con trong giờ lâm tử. Trong tù đầy, khi không còn cầu nguyện được nữa, thì Đức Cố Hồng Y vẫn nhớ đến Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ ơi, mẹ thấy con đã kiệt sức rồi, không còn cầu nguyện gì được nữa. Con chỉ biết đặt tất cả vào tay mẹ mà thân thưa, kính mừng Maria. Trong di chúc thiêng liêng, sau khi xin được tha thứ, Đức Cố Hồng Y hứa sẽ tiếp tục yêu thương tất cả mọi người. Người khẳng định, tôi an bình ra đi mà không thù ghét một ai. Xin dâng mọi cơn đau đớn này cho Chúa, qua mẹ Maria vô nhiễm và thánh cả Giuse. Lời di chúc kết thúc với ba điều nhắn nhủ: hãy yêu mến mẹ Maria và cậy trông thánh cả Giuse. Hãy trung thành với giáo hội, hãy hiệp nhất và yêu thương mọi người. Đó cũng là phương châm tổng hợp cả cuộc đời Đức Cố Hồng Y vậy. Giờ đây, có lẽ người đã được thánh cả Giuse và Đức Mẹ rước vào thiên đàng để vui hưởng niềm vui được chiêm ngắm dung nhan Chúa Kitô rạng ngời vinh quang, đấng mà Đức Cố Hồng Y hằng tìm kiếm miệt mài trên dương thế như niềm hy vọng duy nhất. Amen. Celebrare ogni giorno l'Eucaristia con tre gocce di vino e una goccia d'acqua nel palmo della mano. Era questo il suo altare, la sua cattedrale, il corpo di Cristo era la sua medicina. Raccontava con commozione, ogni volta aveva l'opportunità di stendere le mani e di inchiodarmi sulla croce con Gesù, di bere con lui il calice più amaro, ogni giorno recitando le parole della consacrazione. Confermavo con tutto il cuore e con tutta l'anima un nuovo patto, un patto eterno tra me e Gesù mediante il suo sangue mescolato al mio. Mihi vivere Christus est, fedele sino alla morte. Il cardinale Vantuan ha fatto sua l'espressione dell'Apostolo Paolo che poc'anzi abbiamo ascoltato. Il defunto cardinale François Xavier Nguyễn Văn Thuận, che in tempi dolorosi per la Chiesa nella sua patria ha dato testimonianza di gioia e di speranza, perché Cristo, dopo averlo associato alle sue sofferenze, lo renda partecipe della sua gloriosa resurrezione. Dominum de precemur. Chúng ta hãy cầu xin cho giáo hội tại Việt Nam, cho toàn thể dân tộc Việt Nam, sau những năm khó khăn thử thách, được Chúa ban ơn trợ giúp để kiến tạo một xã hội càng ngày càng được đặt trên nền tảng công lý và hòa bình, tự do và nhân nhượng. Dominum de precemur. Chúng ta hãy
cầu xin cho các anh chị em đã qua đời, để sau khi tuyên xưng đức tin vào sự sống lại trong cuộc đời trần thế này, được chiêm ngưỡng gương mặt nhân hậu của Thiên Chúa là Cha trong sự hiệp thông với các thánh. Dominum de precemur. For all of us gathered around the Eucharistic table to celebrate the memorial of the Lord Jesus, who gave his life for us, that we may renew our resolve to put our life at the service of God and of our brothers and sisters. Dominum de precemur. Te rogamus, Domino. Et in novissimo. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro.
simili modo postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens, benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue et agnoscens hostiam. Sau đây là bài Con chọn Chúa của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Lạy Chúa Giêsu, trên đường hy vọng suốt 2000 năm nay, tình thương Chúa như một lượn sóng đã lôi cuốn bao người lữ hành. Họ đã yêu Chúa với một mối tình sống động, thể hiện qua lời nói, tư tưởng, việc làm, với một tâm hồn mạnh mẽ hơn mọi cám dỗ, mạnh hơn mọi khổ đau, hơn cả sự chết. Họ đã là lời Chúa ở trần gian, đời họ là một cuộc cách mạng, đổi mới cục diện hội thánh. Nhìn những tấm gương sáng ngời ấy, từ tấm bé con đã mang một ước vọng, quyết toàn hiến đời con, cuộc đời duy nhất con đang chiếm hữu, cho một ý tưởng bền vững không bao giờ sụp đổ. Và con cương quyết, nếu chúng con làm theo ý Chúa, thì Chúa sẽ hoàn tất ý định đó. Và con lăn xả vào cuộc mạo hiểm mầu nhiệm này. Con đã chọn Chúa, và con không bao giờ hối hận. Con nghe Chúa bảo con, hãy ở trong Thầy, trong tình yêu của Thầy. Làm sao ở trong người khác được? Chỉ có tình yêu Chúa mới làm được sự lạ này. Con hiểu Chúa muốn chọn cuộc đời con, tất cả vì con yêu mến Chúa. Ut simul gloria tua perenniter satiembur. Quando omnem lacrimam absterges ab oculis nostris, qui a te sicuti es, Deum nostrum videntes, tibi similes erimus cunta per secula, et te sine fine laudavimus. Per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Thank you.
Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã thay áo lễ phục vụ và chủ sự nghi thức tiễn biệt Đức Cố Hồng Y. Ngài đọc lời nguyện phó dâng linh hồn Đức Cố Hồng Y với Văn Thuận trong tay Chúa Cha Từ Nhân, trong niềm hy vọng chờ ngày sống lại với tất cả các tín hữu đã an nghỉ trong Đức Kitô. Đức Thánh Cha cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Đức Hồng Y đã làm trong cuộc đời này, như dấu chỉ lòng từ nhân của Chúa và sự hiệp thông của các thánh trong Đức Kitô. Ngài nguyện xin Chúa Cha trong lượng từ bi vô biên mở rộng cửa thiên đàng cho linh hồn Đức Hồng Y. Và sau khi Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Sonando dậy thành Đức Thánh và sông hương linh cữu của Đức Hồng Y Thuận, năm giám mục Việt Nam đã tiến ra trước linh cữu Đức Hồng Y và niệm hương tôn kính và từ biệt, trong lúc ca đoàn Việt Nam sướng bài ca thứ hai bằng tiếng Việt trong thánh lễ. Thank you.
et beata sanctorum communionis in Christus. Pater ad ergo Domine, pecibus nostris, aures misericordiae tue, ut forte paradisia variantur, famulo tuo Francisco Xavier, episcopo cardinali, ed etiam nos, fierelinquium, invicem consolemum in verbis fidei, done curamus omnes in Christo, et sic semper tecum, et cum fratre nostra esse possimus. Per Christum Dominum nostrum, Khóc Đức Hồng Y, thơ của Xuân Lý Văn. Nước Hương Giang khóc về dòng sông Tibre, hoa phượng buồn khép cánh rụng mùa thu, không gian ảm đạm sương mù, thời gian tím màu xa sắt. Cha ra đi, muôn người trào nước mắt, thương tiếc vô ngần, trí tuệ và lương tâm. Cha ra đi, sự đời cha khép lại, để mở ra những trang rộng lớn hơn, mãi mãi tỏa hương thơm của một đời hiến thân phục vụ. Công lý hòa bình, cho chính nghĩa phúc âm, cho vinh quang Thiên Chúa, cho hạnh phúc con người. Cha cam chịu uống cạn chén đắng, cha ơi, để làm chứng tá kiên cường của tình thương và tha thứ.
cha sống gần 2/3 thế kỷ. Đời cha là một bài thơ viết toàn bằng đức ái, dưới ánh sáng đức tin và trong suối nguồn đức cậy. Dáng vóc cha phảng phất Elia và tinh thần cha là Gioan Tẩy Giả. Hôm nay cha về nước Chúa qua lâu đài Xavier trong vinh quang muôn thuở của non nước vĩnh hằng. Xin cầu cho đoàn con biết noi gương cha, sống vui mừng và hy vọng.
Đối với Đức Hồng Y Francisco Xavier thì tiệc phần Huế có rất nhiều kỷ niệm, và riêng cá nhân tôi cũng rất nhiều kỷ niệm khi ngài làm giám đốc tiệc Tùng Viện Huế, rồi làm tổng đại diện giáo phận Huế. Ngài là một con người nói được là người sống trong vui mừng và hy vọng luôn. Ngài, cái khẩu hiệu của ngài là như vậy, và ngài sống luôn luôn đặt niềm hy vọng, có cái nhìn lạc quan luôn. Và ngài có một cái tôi cho là cao cả nhất là ngài tha thứ tất cả. Ngài đã cực khổ rất nhiều người làm khổ cho ngài, nhưng mà ngài bỏ qua, ngài tha thứ tất cả như Chúa Giêsu trên thánh giá vậy. Và tôi thấy đó là một sức mạnh của sự tha thứ, và chính vì sự tha thứ đó ngài thu phục được rất nhiều tâm hồn về với Chúa. Đối với các linh mục Hà Nội cũng như hàng giáo phẩm rồi linh mục đoàn rồi cũng như anh chị em giáo dân cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Hà Nội chúng tôi, khi nghe tin Đức Hồng Y Francisco Xavier qua đời thì đó là một tin rất là đau buồn, rất là cảm xúc, bởi vì ngài đã có những thời gian sống tại Hà Nội một thời gian rất là dài. Và đặc biệt trong thời gian ngài sống ở Tòa Tổng Giám mục Hà Nội thì ngài đã gặp gỡ, đã đi thăm các giáo xứ, đã giúp đỡ rất là nhiều đối với anh em linh mục cũng giáo dân về mọi mặt, kể cả tinh thần, về vật chất. Ở nơi ngài chúng tôi nhận thấy nơi ngài luôn là một chứng nhân của tin mừng Thiên Chúa, chứng nhân của niềm tin và hy vọng, và chứng nhân của một sự can đảm chấp nhận mọi thử thách trước biến cố cuộc đời. Và nơi ngài chúng tôi vẫn nhận thấy là một con người rất có tài lãnh đạo, tài giảng thuyết, tài thu hút, nhưng lại rất bình dân giản dị. Khi gặp chúng tôi thì ngài lại nói tiếng Việt, lại nói tiếng Hà Nội, cho nên là đem lại cho cái tâm lòng của người dân cũng như các linh mục có cái gì đó rất là gần gũi, rất là thân thương. Và nơi ngài chúng tôi cũng nhận thấy là hình ảnh rất là thánh thiện đạo đức, và đó là những điều mà chúng tôi học ở nơi ngài. Và cũng từ đó mà hàng giáo sĩ chúng tôi cũng được nâng đỡ về tinh thần, và cũng cảm thấy là mình cũng phải càng sống tốt lành hơn, thánh thiện hơn trong con gọi của mình, để theo cái con đường mà ngài lựa chọn. Và ngài là một chứng tá của đối chúng tôi, làm chứng tá của niềm tin, của tình yêu, của hy vọng của Thiên Chúa trong cuộc sống ơn gọi. Cái tin của Đức Hồng Y qua đời thật sự là một cái buồn, nhưng chúng ta nhớ lại câu này là chúng ta đừng có thanh trách Chúa là vì sao Chúa cất ngài về. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta một vị chủ chân, mà chúng ta có thể nói là một vị tử đạo. Trong đài Telepace, đài Công giáo Ý và có sự cộng tác của Vatican đó, nói như thế này: cha có phải là người tử đạo không? Người nói rằng chúng ta hết thảy là tử đạo. Nếu tử đạo mà theo ý nghĩa của tiếng Hy Lạp là chứng nhân, thì chúng ta hết thảy người Công giáo nào cũng phải là người tử đạo. Đức Hồng Y, tôi đã ở đây hơn 40 năm mà tôi chưa bao giờ thấy một lễ an táng của một Đức Hồng Y long trọng như Đức Hồng Y của chúng ta. Chúng ta là người Việt Nam phải hãnh diện trước mặt quốc tế. Hôm qua, Đức Công Tài ở đài Vatican, ở đài Manila, Veritas Manila, telephone cho tôi 3 lần trong một ngày. Lễ xong phải tường thuật ngay. Thì tôi đã làm tường thuật mà đến 9:30 hôm qua mới về. Tôi chỉ nói một câu như thế này: đời con ở Roma hơn 40 năm, chưa bao giờ thấy một cái lễ an táng một vị Hồng Y mà hiển hách như vậy. Chúng ta là người Việt Nam, bất cứ là người bên lương hay bên giáo, chúng ta hãy hãnh diện vì chúng ta có một vị Hồng Y danh tiếng quốc tế như vậy. Chúng ta thấy rằng ngày hôm qua 174 phái đoàn ngoại giao tòa thánh dự thánh lễ của một người mà chúng ta có thể nói rằng trước đây là một người tù. Chúa hạ kẻ làm nghịch cùng hội thánh xuống và Chúa cất nhắc những người khiêm tốn lên. Chúng ta hãnh diện ở cái chỗ đó, tất cả người Công giáo chúng ta. Và trong nhà tôi ở, có một ông đi dự lễ về, ông nói rằng thật là một sự hiển hách cho giáo hội Công giáo Việt Nam. Thưa cha, vừa rồi cha nhắc tới các đoàn ngoại giao quốc tế, con nghe rằng ngày hôm qua cũng có phái đoàn ngoại giao của Việt Nam cộng sản tới. Thưa cha, có cái cảm nghĩ gì về việc này?
Thưa, trước mặt tôi thì có một nhóm 7 nghị sĩ từ Pháp đến. Lễ xong tôi có hỏi các ngài ở đâu mà từ chúng tôi từ Pháp đến. Từ 2 năm nay chúng tôi vẫn tiếp xúc với các hồng y để cố gắng thực hiện giáo lý xã hội trong đời sống chính trị. Rồi thì hai bên cạnh nhóm nghị sĩ của Pháp là có hai đại diện của tòa đại sứ ở đây. Viết ở trong bài gửi về Đại Veritas Manila, tôi có nói như thế này: chúng tôi hết sức ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên đây đem lại sự vui mừng cho chúng ta. Tại vì chúng ta thấy có một dấu hiệu nào đó, như Đức Hồng Huy đã nói, thương yêu hết mọi người. Và cái di chúc của Ngài nói cho người em trước khi qua đời, chị Hàm Thiếu nói như thế này: anh sắp qua đi, anh trối lại cho tất cả mọi người cái gì? Hãy thương yêu nhau. Vì tình thương yêu của Ngài mà đã chinh phục được tất cả những người trước đây theo tinh thần Công giáo, bao giờ chúng ta không bao giờ được nói là thù địch, mà chúng ta nói là anh em, chúng ta thương yêu hết mọi người. Và nhờ sự thương yêu đó mà người đã chinh phục được tất cả những người mà đã sống chung quanh Ngài. Và chúng ta có thể nói rằng Ngài đã chinh phục được cả những người đã làm khổ cho Ngài. Tôi muốn lặp lại đây vài điểm trong cái di chúc tinh thần mà Đức Hồng Y Thuận đã để lại. Không phải chỉ cho các anh chị em thuộc giáo hội Công giáo, nhưng mà tôi nghĩ Ngài cũng muốn bày tỏ với tất cả những người Việt Nam sống trên quê hương cũng như tại hải ngoại. Cái di chúc tinh thần đấy, trong đó Ngài nói một cái câu hết sức là chí lý. Sau khi khuyến khích các tín hữu yêu mến Thiên Chúa, yêu mến Mẹ Maria, yêu mến giáo hội, thì và đây tôi lặp lại cái điểm sau cùng này, tôi lặp lại điều mà chị Hàm Tiếu là hiền muội của Đức Hồng Y đã hỏi Đức Hồng Y 2 tuần trước khi Ngài qua đời: anh muốn nhắn gửi lại điều gì không? Thì Đức Hồng Y nói: hãy yêu thương nhau và hiệp nhất. Bởi vì không có yêu thương và hiệp nhất thì sẽ không làm gì được cả. Và tôi nghĩ cái điểm cuối cùng này, nó là điều mà có lẽ Đức Hồng Y muốn nhắn gửi từng người dân Việt sống trên quê hương cũng như tại hải ngoại, và có lẽ đặc biệt tại hải ngoại: hãy yêu thương nhau và hiệp nhất. Nếu không biết yêu thương nhau và hiệp nhất thì sẽ không làm gì được cả. Thì giáo dân ở Sài Gòn, qua những cái gì Ngài viết đều có đưa lên Internet, thí dụ bài giảng ở Vatican, thì giáo dân Sài Gòn người ta cũng đều phổ biến và người ta cũng cấm phòng theo đó. Người ta có cái cảm nhận Ngài rõ ràng là một chứng nhân đức tin, chứng nhân của niềm hy vọng Kitô giáo, chứng nhân của tình thương bác ái Kitô giáo. Cho nên sự ra đi của Ngài là một mất mát. Ngài là một cái niềm hãnh diện cho người có niềm tin, và họ thấy Ngài là một cái chỗ dựa cho niềm tin và niềm hy vọng của họ. Cho nên cũng là một cái sự mất mát đối với họ. Nhưng đồng thời họ cũng rất hãnh diện vì Ngài đã hoàn thành cái cuộc sống của Ngài một cách trọn vẹn với niềm tin và niềm hy vọng đó, để nêu lại cho mọi người Công giáo cái tấm gương. Dù trong hoàn cảnh như thế nào thì vẫn Chúa vẫn ban ơn để cho niềm tin và niềm hy vọng cũng như bác ái Kitô giáo được lớn lên ở trong lòng giáo hội cũng như trong lòng mọi người Việt Nam. Đó là tôi nghĩ rằng cái cảm nhận của họ. Thank you.
nhiên, kinh hoàng, lo sợ vì trách nhiệm và cuối cùng yêu mến, hiến dâng mình để thực hiện thánh ý Chúa. Thưa anh chị em, ngày hôm nay nếu hỏi tôi trong giây phút này tôi có những tâm tình nào khi Đức Thánh Cha kêu gọi tôi làm hồng y, thì tôi có tâm tình như Đức Mẹ vừa nói đó. Và tôi cảm thấy lạ lùng, vì làm sao ơn Chúa còn cho tôi sống đến ngày hôm nay, khi trước tôi ở tù, anh chị em ở đây, các cha, nhiều người đã dâng lễ cầu nguyện cho tôi. Mà cũng may mắn, chúng ta tin tưởng nhờ các cha làm lễ mồ mà tôi sống cho đến ngày hôm nay. Chúa thương, Chúa ghi sổ các cha làm lễ mồ lại, thành Chúa cho sống lâu. Và sống rồi, bây giờ lại qua đến bên này, qua đến đây, lại làm việc trong hội thánh. Và hôm nay, Chúa cho làm hồng y. Mà làm hồng y lại đứng số 2 trong sổ của Đức Thánh Cha. Thành thử, nhiều người cũng hiểu và nhưng gặp ai, người ta cũng thương và người ta mừng cho Việt Nam. Bởi vì Chúa thương chúng ta, tôi chẳng có công lao gì, nhưng mà chỉ có lòng thương Chúa, lòng Chúa thương xót và ban ơn trọng ấy vì Chúa thương giáo hội Việt Nam. Mấy ngày hôm nay khi tôi lên để Đức Thánh Cha đội mũ hồng y, và ngày hôm qua, ngày hôm kia lên Đức Thánh Cha xỏ nhẫn hồng y, và hôm qua lên bắt tay cảm ơn Đức Thánh Cha, thì cả ba lần, mỗi lần Đức Thánh Cha vừa thấy tôi chưa quỳ xuống nữa thì Đức Thánh Cha đã nói to lên: Việt Nam. Điều ấy cho chúng ta thấy trong tâm hồn Đức Thánh Cha, Ngài nhớ Việt Nam, nhớ giáo hội Việt Nam, nhớ tất cả đồng bào chúng ta, không kể lương giáo. Đức Thánh Cha ôm ấp mọi người trong quả tim của Ngài. Mới thấy lên mà chưa quỳ xuống nữa thì đã nói Việt Nam. Tôi đã phát biểu trong lúc người ta phỏng vấn, mà bây giờ tôi cũng nhắc lại. Trong giây phút này đây, tôi nhớ đến giáo hội Việt Nam, nhớ Đức Hồng Y Chủ tịch, nhớ đến tất cả các đức cha hôm nay có mặt, và có nhiều đức cha, nhiều linh mục vắng mặt. Những ngày hôm nay, tin tức ở nhà cho biết đã dâng lễ trọng thể và giáo dân đi rất đông đảo. Ở nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, ở nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang, nhà thờ Chánh Tòa Phú Cam và ở linh địa Đức Mẹ La Vang, để hợp ý chúng ta, cùng chúng ta tất cả hợp ý với Đức Thánh Cha trong ngày 22 vừa rồi để cảm tạ ơn Chúa. Nhưng mà người mà hôm nay vắng mặt nhất đối với tôi là mẹ già của tôi. Bà cố năm nay 98 tuổi rồi. Cách đây 4 năm thì cha Chu Quang Minh đi qua ở bên là Sydney tới thăm bà cố tôi, đi với cha nữa. Hai cha tới hỏi: Bà cố có ưng Đức Cha Thuận làm hồng y không? Bà cố nói: Dạ thưa cha không. Bà cố có ưng Đức Cha Thuận làm hồng y không? Thưa cha không. Tại vì sao mà bà cố không ưng Đức Cha Thuận làm hồng y? Con cho con đi tu làm thầy cả tế lễ chùa thì con mừng rồi. Con đi tu thì không cần chi chức quyền cả. Hai cha nói tiếp: để làm hồng y thì để cho sáng danh Chúa. Bà cố hỏi lại hai cha: thì hai cha cũng làm sáng danh Chúa à?
cái câu mà chính Đức Hồng Y đã làm cho cái giáo phận Nha Trang càng ngày càng phát triển về mọi phương diện. Tuy là thông phận con người, nhưng mà Thiên Chúa đã chọn Đức Hồng Y Francisco Xavier từ là một người ở miền Trung đã làm việc ở miền Trung, rồi tới miền Nam, rồi tới miền Bắc, cho nên nói được rằng ngài đã đi cả nước Việt Nam để mà phục vụ giáo hội, rồi đi núi Dị Màu phục vụ cho ngài về Roma, và đặc biệt ngài đã đi khắp năm châu từ Âu Châu, Mỹ Châu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, cả Moscow, từ Úc Châu, Phi Châu và Tâm Nam Á. Ngài đi cuối cùng cái tài năng của ngài để làm phát triển giáo hội. Và chúng ta thường biết ngài ngài là người đầy tớ trung thành khôn ngoan và cứ đặt lên để coi sóc gia đình của Chúa, và ngài đã hoàn thành cái nhiệm vụ mà cung cấp về cái tưởng tượng là cuộc sống của ngài đầy hoạt động cũng như đầy quý giá, nhưng mà ngài đã một cái mặt cả trong cái lễ hôm nay. Thank you.
Ai nấy đều buồn bởi vì đất nước Việt Nam mất một cái vị hồng y được mọi người mến yêu, và riêng giáo phận Nha Trang chúng tôi thì phải nói rằng đức hồng y trước kia là giám mục giáo phận Nha Trang 8 năm đã làm việc rất đắc lực, rất thành công và đã tạo nên một cái giáo phận càng ngày càng phát triển về mọi phương diện. Cho nên đối với chúng tôi, đó là một cái sự mất mát lớn những cho Việt Nam mà cho cả giáo hội toàn cầu nữa. Riêng đối với tôi thì Ngài là cũng như là người cha đã truyền chức cũng như là gửi tôi đi học ở Roma này. Và khi về làm việc thì dù không có mặt của Ngài nữa nhưng mà những công trình của Ngài vẫn tồn tại, và chúng tôi cố gắng tiếp tục những công trình mà tôn giáo mà Ngài đã để lại cho giáo phận Nha Trang của chúng tôi. Đối với Đức Hồng Y thì cái tài thuyết phục của Ngài cũng như là cái sự đời sống bác ái của Ngài đối với những người không thích hay đối với những người nào mà làm hại cho Ngài nữa, Ngài vẫn vui vẻ và chấp thuận, coi như đó là thánh ý Chúa. Và chính cái sự bác ái Kitô giáo đó đã khuất phục được rất nhiều người, và mọi người đều có cảm tình, cả những người trước kia chống đối nhưng mà khi gặp Ngài rồi thì cũng có cảm tình đặc biệt với Ngài. Đó là cái tài của Đức Hồng Y Francisco. Và riêng cá nhân tôi thì tôi thấy Ngài có những cái ưu điểm đó. Không bao giờ Ngài tỏ ra giận dữ hay là bất bình với ai, nhưng mà luôn luôn là yêu thương và rất là lạc quan trong cuộc sống.
Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Timôthêô. Con thân mến, con hãy nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô bởi dòng dõi David đã từ cõi chết sống lại theo như tin mừng cha rao giảng. Vì tin mừng đó mà cha phải đau khổ, đến phải chịu xiềng xích như một kẻ gian ác. Nhưng lời của Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích. Vì thế, cha cam chịu mọi sự vì những kẻ được tuyển chọn, để họ được ơn cứu độ cùng với vinh quang trên trời trong Đức Giêsu Kitô. Đây cha nói thật, nếu chúng ta cùng chết với người thì chúng ta cũng sẽ cùng được sống với người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với người. Nếu chúng ta chối bỏ người thì người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin người, người vẫn trung thành, vì người không thể chối bỏ chính mình người. Đó là lời Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: đã đến giờ con người được tôn vinh. Thật ta bảo thật các con, nếu hạt lúa bị rơi xuống đất mà không thổi đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thổi đi thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai siêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự ta, cha ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn ta sao xuyến và biết nói gì. Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy cha, xin hãy làm vinh danh cha. Lúc đó có tiếng từ trời phán: ta đã làm vinh danh ta, và ta còn làm vinh danh
xa nữa. Verbum Domini, laus tibi Christe. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được Chúa đưa vào hưởng vinh quang Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho bà cố và gia đình được đức tin nâng đỡ trong biến cố đau thương này và luôn là những chứng nhân hy vọng trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Chúng ta cầu xin Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta hôm nay tụ họp lại để tiễn biệt Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier, giữ mãi sứ điệp mà Ngài để lại: hãy yêu thương và hiệp nhất. Chúng ta cầu xin Chúa.
10 giờ 45 phút sáng thứ Bảy ngày 21 tháng 9, linh cữu Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã được an nghỉ trong phần mộ của các kinh sĩ đền thờ Thánh Phêrô ở nghĩa trang chính của thành phố Roma, Campo Verano, trước sự hiện diện của Đức Hồng y Bernalo, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, bạn thân của Đức Cố Hồng y, 5 giám mục Việt Nam, Đức cha Gianpaolo Crepandi, Tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh Cung lý và Hòa bình, hơn 100 linh mục tu sĩ Việt Nam và thân nhân của Đức Hồng y. Tại đây, Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Huế, đã chủ sự nghi thức đón tiếp và cầu nguyện lần cuối cùng, kèm theo các lời nguyện giáo dân. Đức Hồng y Lo và các giám mục cũng như các thân nhân của Đức Hồng y lần lượt dày Đức Thánh trên linh cữu, và trong khi linh cữu được đặt vào trong hộc mộ để bít lại, cộng đoàn liên tu sĩ đã xướng lên những bài thánh ca, đặc biệt là bài Lạy Mẹ xin yên ủi, là thánh ca vẫn được Đức Hồng y và nhiều người đến thăm ngài ở nhà thương cùng hát. Ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã an nghỉ trong mộ 3 ngày, hầu thánh qua phần mộ của mọi tín hữu của Chúa, để đang khi còn mang nặng thân xác cuối trần, họ cũng được thêm hy vọng sống lại. Lạy Chúa là sự sống lại và là sự sống, xin Chúa thương ban cho tôi tớ Chúa là Đức Hồng y Francisco Xavier an nghỉ trong ngôi mộ này, cho tới khi được Chúa cho sống lại trong ánh sáng thân danh Chúa, và được Chúa cho nhìn xem ánh sáng vĩnh viễn trên trời. Chúa hàng sống và hiến tri muôn đời.
cùng nhau đọc lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán rằng ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho Đức Hồng Y Francisco Xavier, nguyện văn quần của chúng ta đây. Lạy Chúa đã khóc thương Lazaro chết. Nghe lời Chúa. Chúa đã cho kẻ chết sống lại. Xin Chúa đoái thương ban cho Đức Hồng Y Francisco Xavier của chúng con được sống lại đời đời. Xin Chúa nghe lời Chúa. Chúa đã cho Đức Hồng Y Francisco Xavier của chúng con được ân tích trong nước rửa tội và bí tích truyền chức thánh. Xin đoái thương lời Chúa chọn. Xin Chúa nghe lời Chúa. Chúa đã nuôi dưỡng Ngài trong việc mình mau thánh Chúa. Xin đoái thương cho Ngài vào trong bàn tiệc nước Chúa. Xin Chúa nghe lời Chúa. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha hạ sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
đại diện cho cộng đồng giáo sĩ tu sĩ và liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, chúng tôi đã đưa Đức Hồng Y yêu quý của chúng ta Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đến nơi an nghỉ cuối cùng. Và một sứ điệp hôm nay ngài nói hãy yêu thương nhau, chính lời em ruột của ngài nhắc đi nhắc lại, lời cuối cùng ngài nói hãy yêu thương nhau. Thì chúng tôi thấy đấy là một cái sứ điệp thật là gắn liền với Thánh Gioan Tông Đồ và từ Chúa Giêsu hãy yêu thương nhau. Đức Cha Hòa cũng giảng nói có lẽ chúng ta mất một mình Đức Hồng Y, nhưng mà chúng ta được rất là nhiều, bởi vì tất cả những gì Đức Hồng Y đã ôm ấp, Đức Hồng Y đã xin với Chúa từ trời ban tặng cho chúng ta. Cho nên nếu cái tinh thần yêu thương nhau, hòa thuận với nhau, đoàn kết với nhau mà Đức Hồng Y đã loan truyền, Đức Hồng Y đã gửi lại cho tất cả chúng ta thực hiện được, thì có lẽ là cộng đồng giáo sĩ tu sĩ Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ rất là được lợi nhiều, và giáo hội Việt Nam cũng như giáo hội Hoàn Vũ sẽ được lợi rất là nhiều. Chúng tôi xin trao gửi linh hồn Đức Hồng Y cho Chúa, xin Chúa thưởng công ngài, và xin Chúa vì sự bầu cử của ngài liên kết chúng con trong yêu thương mãi mãi. Tôi có cảm tưởng như Đức cha Crabadi là phụ tá của ngài khi đề cập đến phong cách sống thánh của Đức Cố Hồng Y. Đức Hồng Y có ý nói ngài đã sống như một môn đệ tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Kitô. Ngài là một gương mẫu sống trong tình yêu của Thiên Chúa.
Cho nên, đối với gia đình, bạn hữu, giáo hội Công giáo, chúng ta đã mất đi một người rất thân mến. Nhưng từ nhãn quan đức tin trong Chúa Kitô, chúng ta dành cho Ngài, đây là giây phút của vinh quang, của hy vọng, của sự vui mừng to lớn. Và với tất cả lòng tự tin của người Kitô hữu, chúng ta sẽ cầu nguyện cho Ngài. Lát nữa đây, chúng ta sẽ đưa thi thể Đức Cố Hồng Y Thuận đến nơi an nghỉ trong lòng giáo hội La Mã. Tôi cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho tôi món quà quý giá là đã được quen biết với Ngài. Thưa Đức Hồng Y, Ngài là bạn thân của Đức Hồng Y Thuận. Như vậy có phải Ngài đã cứu Đức Hồng Y Thuận ra khỏi tù ngục tại Việt Nam? Tôi đã gặp gỡ Ngài tại Việt Nam một khoảng thời gian ngắn, ngay sau khi Ngài ra tù. Và dĩ nhiên toàn thể giáo hội đã cầu nguyện cho Ngài. Ai ai cũng làm đủ mọi cách trong khả năng của mình để giải thoát Ngài khỏi cảnh tù ngục. Nhưng tôi nghĩ, cuối cùng, chính là Thiên Chúa đã ban tự do cho Ngài. Đức Hồng Y Thuận là con người của sự đơn giản, trong tinh thần, ý nghĩa phúc âm. Ngài sống từng giây từng phút trong tình yêu Thiên Chúa. Ngài tử tế với tất cả các bạn tù hoặc bất cứ ai gặp gỡ. Ngài đều nhìn họ trong ánh sáng Thiên Chúa. Cuộc sống của Ngài là như vậy đó. Trong lúc sống với tôi một tháng tại Boston để dưỡng bệnh, ai gặp gỡ Ngài cũng đã yêu mến vì sự đơn sơ, tính phóng khoáng của Ngài. Ngài là một con người rất cởi mở, vui vẻ, là một người có đầu óc khôi hài, một tính khôi hài dễ thương, không ác ý. Trong Ngài là nỗi vui mừng và niềm hy vọng to lớn khi phục vụ giáo hội, giúp đỡ Đức Thánh Cha trong lúc điều hành Hội đồng Công lý vào Hòa Bình Tòa Thánh. Và Ngài đã hiến dâng mình trọn vẹn cho công việc này. Then he had a great zeal. He had great while he was on earth. He had great hopes for what he could do to serve the church, to assist the Holy Father, to work for justice and for peace. He truly gave himself completely to his work. To live in the love of God. Nếu trả lời Giáo hội Công giáo Việt Nam học hỏi gì nơi Ngài, thì tôi biết chắc chắn rằng Đức Cố Hồng Y sống trong tình yêu của Thiên Chúa từng giây phút của đời mình. Đức Cố Hồng Y đã có lần nói rằng, ta xem cuộc đời mình là một chuỗi những chấm điểm, và hãy sống từng chấm điểm trong tình yêu Thiên Chúa, rồi lại liên kết những chấm đó cũng trong tình yêu và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Đó là cách sống. Ngài đã không chỉ nói, mà sống một cuộc sống như vậy. Và Đức Hồng Y Thuận đã nêu cao đức tin mạnh mẽ của cộng đồng Kitô giáo Việt Nam.